Chủ ơi, xin chào bà con đã trở lại màn ảnh nhỏ của tụi em ha. Hôm nay sẽ đưa lên một số phột trước và phột sau của game 125 đây nha. Hiện giờ thì còn nhiều đây thôi, 11 là không có rồi bà con ha. Thì 11 là tới Tết Miên à, Tết Campuchia. Thì cho nên người ta nghỉ từ ăn Tết từ nửa tháng trời á. Cho nên là đâu còn bán buôn gì nữa đâu. Thì cái này là một số đồ dự trữ nè, 11 là hết đồ ha bán ha. Rồi một cặp phục này là game 125 đời 2022. Hôm nay quay xem một lượt ba cặp ha. Chày chút đỉnh nè, đời 2022 sẽ đóng ở ngoài chân là một hàng chữ như thế này đây. Còn nếu cặp đời 2023 sẽ đóng hai hàng chữ như vậy nè. 23 là xe FI á, rim 125 FI sẽ đóng hai hàng chữ, nó cuối năm 22 nó sẽ đóng là 22B nè. Nhưng mà nó hai hàng chữ là đời 23, một hàng chữ là đời 22. Nước sơn này quá trời đẹp luôn ha. Chỗ này chạy cộng 50 như xíu. Ở đây cũng có gầy cộng 50 như xíu nè. Đây là bát là hết. Cái ngóc còn rất là đẹp ha. Rồi cặp phục số 1 quá trời đẹp luôn. Đừng có say con. Rồi chỗ này chạy cộng lông chuột nó nè. Rồi đời 22 cặp số 1 em bán 1,5 triệu nha bà con ha. Số 1 đời 22 em bán 1,5 triệu nghe, tiền ship bà con trả nha. Nè, cái này em mua một cặp cũng có thể ship code cho bà con đây luôn. Phuộc kim 125 thì nó sẽ gắn cho nên phuộc kim 125 là nó sẽ gắn được cái gì game tên lửa 7 số, rồi game super và alpha lốc trắng lốc đen 110 với alpha cộng. Rồi đẩy cho đi, đẩy cho đi. Cặp số 2 đây sẽ có chày. Sẽ có chày này nè. Cặp 2 chày đây nè ha. Chày đây, chày đây. Đời 2022. Số 2 chịu gửi nha bà con ha. Rồi cặp số 2 cho qua, nước sơn đẹp. Nước sơn rất đẹp, có chày cộng 2 cộng 50 ha. Đó, chịu 2 cặp số 2 cho lộn, chịu gửi cặp số 2 chịu gửi. Rồi cặp số 3 đàn đó lô bô. Trăng ở này ngủ với ba phải không? Không. Gì hả? Gì hả Trăng? Đúng rồi. Gì có đi học nữa vậy? Chắc ngày 3 giờ 4 giờ mới ngồi. Em đừng nói chuyện. Đây là cặp phục 2023. Nước sơn rất là đẹp. Nước sơn đẹp keng xà beng luôn nha bà con ha. Mình có chày đang miếng đó. Đó, thì anh em nào có mua thì lựa cho mình con số ha. Đây là đời 2023 sẽ hai hàng chữ như thế này đây. Nó đóng là K với đúp. Đó. Nó hai hàng chữ là đời 23. Hôm bữa bán cho anh kia nghe anh cặp mới quá mới, lựa thiệt là cặp luôn 1,7 triệu là xuất sắc luôn đó. Là ông nói phục mới. Ông nói cái này là phục mới chứ không phải đồ tháo xe đây, nó quá trời nó mới rồi. Nhưng mà nói hứa chắc với bà con là chắc cú luôn ha, là phục kim 125 là không có phục mới. Phục mới cái giá nó sẽ rất là mắc hơn so với tụi em bán 1,7 triệu ha, mắc hơn nhiều. Đây là phục tháo xe nè. Hai con ốc còn mới quá mới ha, đời 2023. Game 125 nó sẽ đóng là K bê đúp nữa nè. Rồi là, nó là phục là không bao giờ trùng đát nha bà con ha. Phục là không bao giờ trùng cái đát. Còn cái đầu tháo xe thì tháo ra nó sẽ có chạy cửa đây nè. Đó, đầu tháo xe.
người ta xiết cái con ốc lông đàn vô nó sẽ có dấu nè. À. Rồi cặp số 3. À, đời 2023 cái sự chạy chỗ lông chuột thì không phát hiện nè, chỉ thấy chạy mớp ở đây thôi. Đó, một chút xíu chạy đây thôi ha. Bán 1.6 nha bà con ha. À, anh em mà có nhu cầu sử dụng thì liên hệ ha, mai mốt này không có phuộc đâu. Số 3. Số 2. 1.6. Rồi, cho qua. Tiếp theo là cặp số 4. Xây. Xây xây. Nhìn qua có chừng trúng cái đầu vô cái dao á. Số 3 cũng là đời 2023, hai hàng chữ là chạy ở trong này ha. Chạy lông chuột trong này. Nước sơn quá đẹp luôn, chạy chỗ này một chút xíu. Sơn bạc, sơn zin vậy đó. Bán phục cũ cho anh kia mà nói phục này phục mới chứ phục gì phục cũ, trời quá trời mới rồi. Ông không tin luôn. Không tin là phục tháo xe luôn. Đây, chạy ở đây ha, phục này chạy nhiều quá, cặp này chạy nhiều quá. Chạy nhiều thì giá sẽ rẻ cho bà con ha. Đây. Chạy nhiều. Đời 2023 mà chạy dữ tận ha. Con ốc còn mới chát nè, cái này chùa đất cái mới chát nè, tại nên xài không kỹ. Ê, để con đừng có xài. Nè. Chạy đây. Ngoan đi, ngoan 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 đi, chịu đi hai diều nha. Ok, hứa không? Chốt không? Rồi. Cả, à nãy cặp số 3 hả? Số 3. Cặp này là cặp số 4, chạy quá nhiều luôn thì em bán sẽ bán là 1.450.000 ha các bà con ha. Phục kim 125 cái giá này là mơ mốt không có hàng nè để bán như vậy nữa ha. Phục này chạy nhiều. Như vậy là đã cho là nhiều lắm rồi nè ha. Nó camera không thấy mà em tại vì tính em kỹ em phải báo kỹ mới được. À, nè. Tại người ta ở xa, khách ở xa người ta tin tưởng vào clip ta mua á. Nếu mà đặt uy tín đó, người ta đặt theo uy tín là mình bán không đúng người ta không nhận cái nó người ta bơm hàng cũng đâu được phải không? Mình bán phải uy tín cái nữa. Người khách ta mới uy tín ngược lại ha. Rồi cặp này là cặp đời 2022, một hàng chữ đây 22B. Rồi con ốc mới chát luôn, dính đất thôi. Đó 22 ha. Trời ơi cái Canada 22 mà nó chạy quá trời chạy luôn ha, một đường dài sọc. Game 125 này nhúng tuyệt vời nha bà con ha. Rồi cặp số 5. Anh em đưa lên qua nhỏ chạy buông tay luôn á. Phú 5 này chạy một đường dài 1.450.000 nha anh em ha. Rồi, cho qua. Cặp số 5 cho qua, tiếp theo là cặp số 6 và số 7 ở đây. Trời ơi, thằng nhỏ buồn ngủ rồi. Buồn ngủ quá trời ngủ rồi. Số 6. Chạy đây, bớm đây ha. Nước sơn quá trời đẹp luôn, số 6 nước sơn đẹp mà chạy nè. Quá trời cặp số 6 này chạy. Đời 2022 nha bà con ha. Chạy một đốm này số 6. Rồi nước sơn ghim đẹp hay ghê luôn sáng chân. Mà nó bị chạy. Giờ 1.450.000 nha bà con ha. Rồi tiếp theo là cặp số 7. Sao cái đường bến mà ông không chạy đừng có đây không? Đường bến e cua kìa. E cua lại xuống dốc nữa. Là bản đồ nào chạy với thư đường ta. Có mới quá trời mới ha. Rung mình. Cặp này đời 2022 nhưng mà cặp số 7 này con ốc rất là mới luôn. Chạy đây một chút xíu. Số 7 chiêu gửi nha bà con ha. Nước sơn bạc. Anh em có xài gọt kim 125 thì anh em biết nhúng rồi nhúng tuyệt vời. Rồi cặp số 7 cho qua. Trời ta còn dữ thằng chứ hả?
Cặp số 8. Số 8 và số 9. Số 10. Mười một cặp phục trước kim 105. Rồi số 8 đây. Nhặt mũi hay vậy? Thở khì khì kìa. Quay số 9 này, số 9 là đời 2023. Hàng ốc mới chát ha. Nước sơn bạc quá trời mới luôn. Sơn bạc rất là mới luôn ha. Quá trời mới luôn cây này, không thấy trời. Rồi số 9 này là không thấy chạy nha bà con ha. Rồi có chạy ở trên, rất là ít nha. Số 9 này nãy giờ là đẹp nhất rồi đó. Đẹp nhất trong bài nãy giờ là số 9, nó chạy rất là ít ở trên. Thì cặp này chịu 6 nha bà con ha. Hàng này nãy giờ chỉ có cặp này là... Trời ơi. Nói cho đã rồi cuối cùng cũng chạy ra đây. Cuối cùng cũng chạy ở đây. Rồi số 9 này chịu gửi luôn. Đợi. Rồi số 9 chịu gửi. Quay ngay số 8 ha. Chưa con đừng quay. Cây này là ok. Hai con ốc cũng mới. Cây này ok không chạy luôn. Tại 2022 cặp số 8. Con đúng nhất. Con này nó bự lắm con kia. Vậy là ăn lẩu không? Không. Vậy là ăn lẩu không? Không. Vậy sao mình nói ăn lẩu bún? Tiếp theo là cặp số 10. Em. Cặp số 10 là đời 2023. Hai hàng chữ. Con ốc mới chát. Chạy một đường thẹo. Chạy đường thẹo đây ha. Chạy đây nữa. Là 23. Rồi Duy chạy một cây thôi. Cái số 10 đời 23 ăn gì thì em sẽ bán chiều gửi luôn ha. Sẽ bán chiều gửi cho bà con dễ xài luôn. Đó cây số 10. Tới tay rồi. Còn cặp số 11 cũng là cặp cuối cùng cũng có clip này đây. Đời 2022. Chạy ở đây. Ồ, cái nước sơn này quá trời mới ha. Cái phục này như mới luôn. Nè. Cái cặp phục này là như mới luôn. Nước sơn nó mới dữ dằn luôn mà nó bị chạy. Chạy ở đây. Rồi cặp 2022 này có chạy mặt tiền. Cái này Bacana ra là hàng muốn hết nè. Cái này Bacana sẽ giảm rất là nhiều ha. Chạy nhiều đây thôi. Mình sẽ bán 1.450.000 ha. Số 11 này mới dữ dằn lắm nghe bà con ha. Mua cái giá này rất là rẻ ha. Cái này anh em đi lên Campuchia mua đâu dưới 70 đô là 70 đô là 1.700.000 á. Nó đâu cho mình lựa gì đâu. Đâu cho lựa kỹ càng gì đâu. Rồi phục trước game 125 và phục sau game 125 ha. Thì phục trước là gắn vô phiên bản thắng đùm. Đó. Thì cũng tùy theo chiếc xe mà chúng ta sẽ gắn lên. Ví dụ game 7 số, game sub 3 quanh pha lớp trắng lớp đen thì chúng ta chim lông đền vô chỗ phần cục canh. Đó, phục đó là phục 1.450.000. Cặp số 11 triệu tư 50. Hồi nãy giờ có ghi cái giá là không? Vậy. Rồi cảm ơn bà con đã theo dõi clip của em. Xin chào và hẹn gặp lại nha.